À, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Minh Support. Thì trong video ngày hôm nay, Min sẽ trả lời một câu hỏi chung của rất nhiều khách hàng hiện nay, đó là vải thun cô tông 100% thì có bị xù lông hay không? Thì video này có nội dung khá là ngắn, vì vậy anh chị nên cố gắng xem hết video để hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề. Quay trở lại với câu hỏi của đề bài, thì Min trả lời là vải thun cô tông 100% hoặc vài thôn Cô Tông có pha polyester thì đều sẽ có hiện tượng là đổ lông Tuy nhiên cái hiện tượng đổ long và kết quả thì nó sẽ hoàn toàn trại ngược nhau trên màn hình đó chính là bảng tổng tác về cái hiện tượng và kết quả đổ lông của vài thôn Cô Tông 100% và vài thôn Cô Tông pha à, Anh chị có thể thấy đầu tiên đó là về cái vài thôn Cô Tông pha polyester thì các cái sợi lông nó sẽ võn cục lại tạo thân các cái cùm lớn nhỏ khác nhau trên bề mặt vải và những cái cùm lóng đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường còn với vải thun cố tông 100% thì trên bề mặt vải sẽ xuất hiện những cái sợi tơ li ti li ti vô cùng mịn màng và có độ cao thấp không có đều nhau và rất khó để chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi tiếp theo đó là với vải thun cố tông pha thì các cái cùm lóng đó rất cứng và dai khi mà chúng ta lại tay kẹo đứt cái cụm lông đó thì nó không đứt hàn mà nó sẽ có rụt thêm những cái sợi vải khác trên cái bề mặt vải ngược lại với vải thun cô tông 100% thì những cái sợi tơ đó vô cùng mềm mang và rất rất mềm và chúng ta có thể dễ dàng kẹo đứt từng cái sợi tơ đó rồi cái đặc điểm thứ hai đó là về cái tác dụng của những cái sợi lông thì với vải thun cô tông pha polyester thì các cái cùng lông đó nó sẽ khiến cho bề mặt vải trở nên thô hơn và khi mặc lên người thì chủ người mặc sẽ có cảm giác là hơi sót và cảm thấy rất là khó chịu. Ngược lại với vải thun cô tông 100% thì những cái sợi tơ đó giúp cho cái bề mặt vải trở nên mịn màng và lạng mịn hơn. Khi mặc lên người thì người mặc sẽ có cảm giác là rất là dễ chịu và êm uh, ái. Rồi, Tiếp theo cái đặc điểm cuối cùng đó là cách để loại bỏ các cái cùm lông trên bề mặt vải của cô tông phá thì chúng ta phải dùng kéo bấm hoặc là những vật sắc nhọn để cát bỏ từng cái củm lông đó. Còn ngược lại với vải thôn cô tông 100% thì chúng ta có thể dùng bàn ủi nhiệt hoặc là lấy tay vuốt lên cái bề mặt vải thì những cái sợi tơ cũ đó nó sẽ biến mất hoàn toàn. Rồi, chốt lại vấn đề của câu hỏi vải thôn cô tông 100% thì có bị xù lông hay không? thì với nếu đúng là vải thun thành phần 100%, cô tông 100%, thì trên bề mặt vải nó sẽ luôn xuất hiện những cái sợi tơ li ti, li ti, vô cùng mịn màng. Và khi nếu chúng ta dùng từ xù lông hoặc là đổ lông thì có thể là nó sẽ hơi nặng nề so với bản chất của cái vấn đề. Rồi, để tìm hiểu và tham khảo những cái màu ảo thun thời trang bằng chất liệu vải cố tông 100% á, thì anh chị uh, truy cập vào trong web là minsupport.com sau đó anh chị bấm vào uh, mục sản phẩm tiếp theo tại uh, mục bộ cục ở bên phân loại ở bên cột bên trái á, thì anh chị chọn từ khóa là ảo thun cô tông thì đây nó sẽ xuất hiện toàn bộ những cái sản phẩm bằng chất liệu ảo thun cô tông 100% có trên website minsupport.com và thao tác trên điện thoại di động á, thì nó sẽ tương tự như vậy rồi em cảm ơn anh chị